Em xin chào tất cả các bác ạ. Buổi chiều nay em lại lên một bức tranh cho các bác cùng tham khảo nhé. Đây là mã 10 ạ. Tranh chữ Đức. Một bức tranh chữ Đức các bác nhé. Được làm từ chất liệu gỗ lu nghiền các bác ạ. Hoa nu rất là đẹp luôn các bác nhé. Và được đục CNC liền khối. Chữ Đức này, tài đức gây sự nghiệp rất là đẹp luôn ạ. Bác nào chốt đơn thì để lại số điện thoại và mã sản phẩm giúp em nhé. Lên cho em là mã 10 này. Giá chỉ có 600.000 một bức tranh này thôi ạ. Các bác chốt đơn em sẽ làm móc treo ở đây cho các bác nhé. Đây mặt sau đây ạ. Mặt sau đây các bác nhé. Sản phẩm với chiều cao là 44 nhé. Cao 44 và chiều rộng là 24, dày 2,2 cm các bác nhé. Dày 2,2 cm ạ. Giá là 600.000. 600.000 nhá các bác nhá. Đấy, bác nào chốt thì để lại số điện thoại cho em ạ. Mã 10. Rất là đẹp luôn nhá. Bác xem kỹ giúp em nhá. Và cái sản phẩm này thì các bác vui lòng chuyển thẳng cọc thì em mới cho đi đơn các bác nhá. Ok, em xin con mã ạ.